Xin chào các bác, em là Hà đến từ Đồng Đông Sơn. Ngày hôm nay thì em sẽ quay cho các bác xem về hạt của bên em. Cặp hạt này thì có kích thước là cao 58 cm và có cân nặng khoảng tầm là 7 kg, 6 đến 7 kg các bác nhé. Em quay gần cho các bác xem đây ạ. Đây là hạt ngậm hoa sen ngự trên lưng rùa, các bác nhìn từng đường nét của hạt đây. Từng sợi lông hay là đến cái mai rùa đều được khắc chạm rất là sắc nét. Và hạt thì có rất là nhiều các kích thước khác nhau. Và ở đây thì hạt này cao là 58 cm, chất liệu được làm từ đồng vàng và có màu là màu hun nâu giả cổ các bác nhé. Bác nào quan tâm về các cặp hạt hoặc là phụ kiện thờ thì có thể để lại thông tin ở phía dưới, hoặc gọi hotline là 0963 378 563, em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này.